Hello, my name is Nguyễn Hoàng Bảo Long. I'm a senior in Grand Rapids Christian High School and I come from Vietnam. Xin chào, tớ tên là Nguyễn Hoàng Bảo Long và tớ đang học lớp 12 tại trường trung học Grand Rapids Christian và tớ đến từ Việt Nam. Các trường công giáo Grand Rapids ở Tây Michigan giảng dạy cho 2.200 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Chúng tôi có chương trình tuyển sinh quốc tế, nổi bật chấp nhận các học sinh từ lớp 7 đến lớp 11. Chương trình của chúng tôi và các nhân viên ISP cam kết sẽ chăm sóc toàn diện và phát triển nhân cách cho các học sinh. Mỗi năm, chúng tôi có khoảng 35 đến 40 học sinh khuyến học và tài năng đến từ các quốc gia. Các học sinh thường ở đây từ 1 đến 5 năm. Tập đó, các học sinh sẽ sống với các gia đình bản xứ Mỹ được trường công giáo Grand Rapids tuyển chọn, đào tạo và hỗ trợ. Vì chúng tôi luôn giữ mối quan hệ gắn kết với các gia đình bản xứ nên chúng tôi có thể hợp tác với họ và phụ huynh để hỗ trợ từng học sinh khỏe mạnh cũng như thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Hành trình của học sinh bắt đầu từ việc cắm trại và định hướng. Vào giữa tháng 8, các lớp học bắt đầu. Khóa học quan trọng và được yêu thích mà mọi học sinh quốc tế năm đầu đều tham gia có tên là English Lab. Khóa học này cung cấp kiến thức nền tảng và giới thiệu cho các học sinh nền văn hóa Mỹ, hệ thống giáo dục của chúng tôi, đồng thời giúp các em trau dồi các kỹ năng tiếng Anh. Ngoài ra, tất cả các học sinh năm đầu đều có buổi phụ đạo 1/1 hàng tuần. Học sinh tham gia vào nhiều hoạt động như các lớp học diễn xuất và sản xuất phim, kịch và nhạc kịch, đội trống, ban nhạc jazz, đội cổ động, hoạt náo cũng như các câu lạc bộ như là Olympic khoa học pháp y, câu lạc bộ khám phá, hội danh dự quốc gia và đại sứ toàn cầu. Ngoài ra, học sinh có thể khám phá các sở thích của mình tại trường công giáo Grand Rapids thông qua chương trình Winter Room của chúng tôi. Trải nghiệm học tập thực hành 2 tuần này chính là dịp để học sinh tham gia vào các khóa học mới, thú vị do các giáo viên và huấn luyện viên thân ngoại của chúng tôi cung cấp, đi du lịch trong nước hoặc quốc tế với các giáo viên hay tham gia vào chương trình thực tập nghề ngoài trường trong 10 ngày. Thể thao đóng vai trò khá quan trọng trong việc trải nghiệm tại trung học và khoảng 65% học sinh của chúng tôi tham gia vào ít nhất một môn thể thao trong suốt năm học. Chúng tôi tin rằng học trung học là thời gian để khám phá. Những hoạt động này cùng với các lớp học đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh xây dựng tình bạn, khám phá tài năng và niềm đam mê của bản thân, đồng thời chuẩn bị để thành công trong các mối quan hệ, học tập, dịch vụ và nghề nghiệp sau này. Chúng tôi cung cấp 16 khóa học xếp lớp nâng cao và các bài học về ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, STEM cũng như nghệ thuật, cũng như các cơ hội để ghi danh kép. Trong khi học lớp 10 và 11, học sinh chuẩn bị cho kỳ thi ACT hoặc SAT và có thể là cả TOEFL. Khi xem xét các lựa chọn đại học, chúng tôi nói về sự phù hợp và giúp các học sinh tìm được trường đại học mà các em nên cân nhắc nộp hồ sơ. Hướng dẫn này được tạo riêng cho từng học sinh. Học sinh được chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai và tất cả mọi học sinh quốc tế của trường công giáo Grand Rapids tốt nghiệp trong 8 năm qua đều đã được học đại học. Nhiều em còn học các trường hàng đầu tại Mỹ. Chúng tôi biết rằng lựa chọn con đường học tập luôn là vấn đề rất phức tạp và quan trọng. Chúng tôi luôn hoan nghênh việc bạn quan tâm học tại Mỹ và mời bạn xem xét tham gia học tập tại cộng đồng trường công giáo Grand Rapids. Chúng tôi luôn chào đón tất cả học sinh đến từ nhiều nền văn hóa. Chúng tôi tin rằng những tiếng nói và tình bạn mới sẽ khiến cộng đồng của chúng tôi đa dạng hơn và cải thiện chất lượng tình bạn cũng như giáo dục cho mọi người. Chúng tôi cam kết luôn chăm sóc, liên lạc, giảng dạy và chất lượng tuyệt vời để bạn thành công trên con đường của mình.